Đồ Cố Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2014. Và trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bức tranh Bách Điểu Triều Hoàng. Bách Điểu Triều Hoàng là cái điển tích rất là nổi tiếng. Và cái tranh này nhân vật chính là Phượng Hoàng, là chúa tể của muôn loài, về loài chim. Thế và 99 chú chim khác đang chủ yếu là hướng về phía Phượng Hoàng. Và cái này là đủ 100 chim Bách Điểu, tượng trưng biểu tượng cho là phúc bách phúc mãn đường, tức là nói là một cái sự viên mãn. Tất nhiên là cảnh sắc thì rất là tươi vui, treo ở trong phòng khách của gia đình hoặc cơ quan thì rất là phù hợp. Và bức tranh này của tôi là kích thước là 113 x 2 m, 114 x 2 m 55, kích thước về số đỏ số lô ban. Và cái ván của nó là ván dày 5 cm, và đục thì là đục kênh bong hoàn toàn liền. Và dự kiến cái bức tranh này chúng tôi sẽ đánh giáp và để mộc, và có lẽ là khách hàng cũng dùng mộc, bởi vì trước đây chúng tôi đã từng làm cái tranh này bằng gỗ mun để mộc thì khách hàng rất hài lòng. Nhưng mà khi mà làm bức gỗ vụ trước cái bức này ấy, sơn lên thì ai cũng khen đẹp, nhưng mà khách hàng cũng lo và cũng đặt câu hỏi là liệu có dán con chim nào vào không. Chứ trông tinh xảo kênh bong thế này, có khi các vị làm được độ 5-70 con còn lại dán vài chục con vào thì sao. Khi mà hỏi như thế thì quả thật nếu mà khi sơn rồi thì rất khó trả lời. Cần bước này chúng tôi dự kiến cứ để nguyên mộc như này. Đây, quay cận cảnh lại quý khách xem. Đang quay tại tầng 1 của Đồ Gỗ Đức Hiền. Thì bên trong là những người thợ chúng tôi vẫn đang làm. Xin mời quý khách truy cập vào đồgỗđứchiền.com hoặc là vào Google gõ Đồ Gỗ Đức Hiền, chúng ta sẽ thấy hàng nghìn sản phẩm của Đồ Gỗ Đức Hiền, rất rõ ràng về hình ảnh và giá cả và kích thước. Và cái hình ảnh này đang được quay tại tầng 1 của Đồ Gỗ Đức Hiền đây, như quý vị thấy này. Cửa hàng 6 tầng mỗi tầng 200 m², tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin nhắc lại ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2014. Và hiện nay tại trong cửa hàng Đồ Gỗ Đức Hiền thì có hàng trăm bức tranh, trong đó những cái bức cỡ lớn như này cũng có được khoảng hơn 10 bức của gỗ vụ và gỗ mun. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và hẹn gặp lại quý khách trong những cái sau.